con đường trắng xóa, đầy hoa bồ công anh, nắng rốc vàng như mực, dính cả lên trời xanh. Thấy những cánh hoa bồ công anh bay trong gió mỏng manh này à, mang đến cho tôi nhiều cảm xúc quá chị Nguyên. Thì đúng rồi đó anh Sơn Hiền, tại vì loài hoa này mang ý nghĩa về tình yêu, về cuộc sống. Nhưng mà trong làm nông nghiệp thì đây cũng là cây mang nhiều triển vọng cho người nông dân. Vâng, và bản tin nông nghiệp sinh thái hôm nay chúng tôi chia sẻ với bà con mô hình trồng loài cây này cùng nhiều thông tin khác. Một nông dân nuôi rắn ráo trâu phất lên làm giàu. Nuôi giống gà kỳ lân có trọng lượng lớn, mã đẹp, nông dân ở Quảng Ngãi bội thu. Cách nuôi đàn gà sao dạng con cho lời gần 2 tỷ đồng một năm. Trong tất cả các con vật là Cẩm Nguyên sợ nhất là con rắn anh Sơn Hiền. Cứ một mực dẫn tôi vô đây là tôi sợ dữ lắm luôn á. Rắn nuôi thì có con nào dữ đâu à. Thường thì bà con ưu tiên số 1 là chọn giống rắn ri voi nuôi bởi giá trị kinh tế cao. Nhưng khi xem qua mô hình nuôi rắn ráo trâu của một nông dân ở Kon Tum thì bà con có chút lưỡng lự nếu quyết định nuôi rắn. Bán không có giá bằng ri voi nhưng mà được cái là rất là dễ nuôi, nhanh lớn, chi phí ít hơn nếu mà chúng ta am hiểu kỹ thuật. Như tôi tìm hiểu thì chỉ cần khu đất nhỏ chia thành nhiều ô chuồng thả rắn thì mỗi ô cao và rộng khoảng 8 tấc, nền trắng xi măng, lót đất khô hoặc là đệm lót sinh học ở bên trên, đậy lưới sắt là có thể làm được rồi. Đây là trại nuôi rắn ráo trâu nằm dưới tán rừng cao su của bà Trần Thị Linh. Bà cho biết thức ăn của loài rắn này cũng không kén, tranh thủ lúc nông nhàn, cả nhà bà đi bắt nhái cho rắn ăn. Không thì mua ếch hoặc vịt con thải ở các lò ấp vịt. Thời gian cho ăn là 5 ngày một lần. Đây là loài quan giả nên có thói quen thấy con mồi di chuyển thì nó mới đớp ăn. Nhưng như vậy thì thức ăn mua mắc nên bà tập rắn ăn mồi chết. Như gà từ các công ty ấp nở chết, bà mua về làm sạch bỏ tủ đông. Rắn ráo trâu đẻ quanh năm, thời gian mang thai là 20 ngày, mỗi lứa đẻ từ 15 đến 20 trứng. Tỷ lệ ấp trứng thành công trong trại là 100%. Hiện trại nuôi rắn có 100 con giống. Tiền bán trứng rắn, tiền rắn thương phẩm, da rắn được gia đình thu gom bán cho các đại lý để làm thuốc, phân rắn cũng được tận dụng bón cây trồng. Thành công khuyến khích bà Linh phát triển thêm nhiều hơn. Đến nay trại nuôi có gần 300 con, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Rắn có hai loại bệnh rất quan trọng, tiêu chảy là do thức ăn không đảm bảo chất lượng và bệnh phổi do nhiệt độ không thích hợp. Nếu người nuôi không can thiệp kịp thời thì khoảng từ 2 đến 3 ngày rắn chết. Hiện thuốc đặc trị cho loài động vật hoang dã chưa có nên bà phải tự tìm hiểu, nghiên cứu, nhưng chủ yếu nghiêng về các chế phẩm tự nhiên và kết hợp nhiều loại thuốc với liều lượng phù hợp để điều trị bệnh cho rắn. Nghề này mang lại giá trị kinh tế cao và góp phần giảm áp lực việc săn bắt bảo vệ động vật hoang dã trong tự nhiên trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, người nuôi phải đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định. Quý khán giả có thấy ngỡ ngàng trước hình ảnh giống gà khổng lồ có hình dáng quái dị, lông mượt phủ xuống tận chân và có trọng lượng lên tới là gần 20kg một con. 20kg là không có to bằng anh Sơn Hiền với Cẩm Nguyên đâu. Nhưng mà qua phim trường ảo của truyền hình Hậu Giang thì chúng tôi muốn nhấn mạnh yếu tố khổng lồ của loại gà này. Vừa to mà lại vừa đẹp nữa nên còn được mệnh danh là ông hoàng của các giống gà. Biểu tượng của quyền lực, phú quý và còn xuất hiện khá hiếm ở Việt Nam nên nếu ai nuôi thành công chúng thì chuyện làm giàu chẳng mấy chốc sẽ thành. Chúng tôi không nói bừa vì anh Trần Văn Bốn ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi chứng minh được điều đó. Giống gà quý hiếm giá khá cao có nguồn gốc từ Colombia được anh Bốn đặt mua một cặp giá lên tới 25 triệu đồng để nuôi thử. Nhận thấy gà dễ nuôi lại được nhiều người mua nên anh đầu tư vốn phát triển đàn gà lên 30 con. Điều thú vị và hấp dẫn ở giống gà kỳ lân không phải là thịt thơm ngon hay dinh dưỡng cao mà nằm ở chính bộ lông sặc sỡ. Bộ lông đa sắc màu của gà từ đầu đến chân tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực nên được nhiều người đặt mua về nuôi làm cảnh. Có người còn quan niệm nếu sở hữu được gà kỳ lân thì sẽ mang lại may mắn và sức khỏe. Mỗi năm anh Bốn bán hơn 30 cặp gà khủng ra thị trường. Nếu như gà giống từ 1 đến 3 tháng tuổi, dao động vài triệu đồng một con, gà trưởng thành có giá lên đến hàng chục triệu đồng.
tiên phong đầu tư nuôi gà kỳ lân, giống gà chưa được nhiều người biết đến ở Quảng Ngãi. Anh bước đầu thành công và dự định sẽ mở rộng quy mô bởi thị trường còn rộng mở. Dù mang lại giá trị kinh tế cao nhưng giống gà này không quá khó nuôi như nhiều người nghĩ, chỉ có điều vốn ban đầu bỏ ra hơi cao. Vâng, thị trường tiêu thụ chủ yếu là cho dân làm cảnh nên cũng không phổ biến. Khi chọn nuôi, nhà nông nên cân nhắc thị trường và thông tin cần biết về kỹ thuật nuôi. Vâng ạ, và một vài lưu ý sơ bộ khi mà nuôi giống gà này, thức ăn chủ yếu là lúa và các loại rau. Tuy nhiên chúng chịu nóng khá kém, vì vậy vào mùa hè, người nuôi phải tạo không khí thoáng mát cho chuồng trại bằng cách là tạo phun sương và để quạt mát. Giống gà kỳ lân có ưu điểm thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt, sức đề kháng cực mạnh và ít bị nhiễm bệnh tật nên được người nuôi trong nước rất chuộng nuôi. Từ từng nơi mà các giống gà này có những điểm khác nhau, Hà Lan, Pháp, Anh, nhưng tựu chung lại giống nào cũng đẹp. Gà kỳ lân có tuổi thọ trung bình từ 5 đến 8 năm, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào cách chăm sóc hàng ngày. Ngoài ra, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, chăm sóc sức khỏe định kỳ có thể kéo dài tuổi thọ của nó. Gà mái đẻ khoảng 5 đến 6 trứng một tuần, khoảng 300 trứng mỗi năm và chúng không đẻ trứng khi thời tiết lạnh nếu không được cung cấp đầy đủ ánh sáng. Nếu muốn thu thập trứng thường xuyên, cần đảm bảo chế độ ăn dinh dưỡng cho chúng với khẩu phần ăn chất lượng, với ít nhất 16% protein, bổ sung canxi để đảm bảo vỏ trứng chắc khỏe, thêm các loại thảo mộc vào ổ gà để thúc đẩy khả năng đẻ trứng nhanh hơn. Có thân hình giống như là chim trĩ với bộ lông chấm bi ống mượt, chân hơi đen, tiếng kêu thì như chim vậy đó, là đặc điểm của những chú gà sao. Chúng đẹp vậy mà còn mang lại tiền lời nhiều mỗi năm cho gia chủ nữa đó. Điều đầu tiên phải lưu ý bà con là đặc tính thích kêu của gà sao. Nó không ngủ ban ngày như các loài gà khác, nó vận động liên tục và luôn luôn kêu. Vì vậy ta không nên bố trí nuôi gà sao trong hoặc là gần nơi dân cư. Phải tìm chỗ xa xa, trên cò đồi hoặc là ở ngoài làng mới xây nên trại nuôi gà sao. Mời bà con cùng đến với trang trại ở Phú Minh, Hà Nội. Vừa nuôi bán thịt mà lại thành công trong việc ấp nở, giúp tiền lời tăng lên nhiều lần. Gà sao khá giống với gà ta, thích chạy nhảy vận động nên chỉ nuôi 7.000 con gà sao mà trang trại của anh Nguyễn Xuân Hòa phải rộng tới 5 hecta mới đủ chỗ. Sau khi thành công với quy trình gà sao thả giường chuẩn, anh bắt đầu nhân đàn. Kết quả sau gần 2 năm trở lại đây, trang trại lúc nào cũng có trên dưới 7.000 con gà sao. Trong đó gà thương phẩm nuôi lấy thịt có khoảng 4.000 con, còn lại là gà sao đẻ trứng. Theo anh Quà, để lúc nào cũng có gà sao thương phẩm cung cấp cho các đầu mối là nhà hàng, quán ăn, anh áp dụng nuôi gối đàn. Cứ 2 tháng lại vào một lứa gà với số lượng từ 2.000 đến 3.000 con một đàn, tùy thời điểm. Nhờ đó, một năm anh xuất bán khoảng 10 đến 15.000 con gà thương phẩm. Về khoản lợi nhuận thu được từ nuôi gà sao, anh Quà tiết lộ mỗi con gà sao nuôi từ lúc bốc trứng cho đến lúc xuất chuồng, chi phí hết dưới 140.000 đồng một con. Trong khi đó, gà sao nuôi 4 tháng xuất chuồng với trọng lượng đạt khoảng 2kg một con. Tính ra, mỗi con gà sau khi trừ hết chi phí là ít nhất 100.000 đồng. Một năm với lượng gà sao xuất bán thịt như hiện nay, anh thu lời hơn 1 tỷ đồng. Còn đối với đàn gà đẻ thì lời nhiều hơn, bởi gà đẻ nuôi 5 tháng bắt đầu đẻ trứng, đẻ khoảng 1 năm thì phá đàn. Lúc phá đàn thì gà sau đẻ được bán làm thịt gà thương phẩm, giá gà khoảng 140.000 đồng một ký, vì gà nuôi lâu ngày nên chất lượng thịt ngon hơn gà thương phẩm. Trứng gà sao nhỏ hơn trứng gà thường, nhưng lòng đỏ đậm đặc và giá trị dinh dưỡng cao hơn, giá lên đến hơn 5.000 đồng một trứng, thu trên 5 triệu đồng một ngày. Một năm 12 tháng, lời cả bán trứng và bán thịt cũng được gần 2 tỷ đồng, nhưng nếu tính luôn tiền bán giống thì còn nhiều hơn. Hiện trứng gà sao đang được thị trường ưa chuộng vì lòng đỏ trứng to, lòng trắng ít ăn lại thơm ngon. Còn thịt gà sao được anh xuất bán khắp các vùng miền trong cả nước, đặc biệt đơn hàng mua gà sao càng ngày càng nhiều. Cây bồ công anh chắc không nhiều trong chúng ta biết. Đây là loại cây mọc hoang dã, đầy ở trong tự nhiên, nhưng mà nếu đem ra so sánh thì có nhiều công dụng đáng nể. Có thể làm rau nè, làm thuốc nam và cả sản xuất trà nữa, nhưng mà nhiều người lại bỏ qua. Cách đây 2 năm ở Đồng Tháp được triển khai thực hiện thành công.
Mô hình trồng 3.000 cây bồ công anh trên diện tích 1.000 m2, lợi nhuận trên 19 triệu đồng từ việc bán lá và thân rễ tươi. Đây là loại cây dễ trồng, ít ảnh hưởng môi trường sống. Sản phẩm lá bồ công anh được chế biến làm trà hoặc dùng làm rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày. Với những thành công từ mô hình mang lại, Trung tâm ứng dụng công nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp tiếp tục phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển PNK để cung ứng cây giống bồ công anh và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Là cây dại nên điều kiện thổ nhưỡng khí hậu không quá cầu kỳ, nó sống rất tốt với mọi sự khắc nghiệt. Nhưng vì sao bà con vẫn chưa thể làm giàu nhờ chúng? Đơn giản vì bởi không tìm được nguồn cung. Không phải bán thô mà một nông dân ở Đà Lạt chọn trồng theo hướng công nghệ cao, trồng bài bản và cả nghiên cứu chế biến nữa. Chọn được cây trồng phù hợp và đầu tư bài bản, một nông dân ở phường 12 thành phố Đà Lạt đưa vào trồng theo hướng công nghệ cao. Anh đã làm giàu với chính sản phẩm được nghiên cứu chế biến thành công. Đây là vườn bồ công anh được trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, có diện tích trên 5 công đất đang cho thu hoạch của nông dân Võ Minh Hoàng ở phường 12 thành phố Đà Lạt. Anh Hoàng cho biết là cây dược liệu quý, một quan dại trong tự nhiên. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê đặc biệt với cây bồ công anh, nhất là nhận thấy các tác dụng hữu ích của cây trồng này, đã thôi thúc anh Hoàng đưa vào trồng thành cây thương phẩm, phục vụ sức khỏe người tiêu dùng. Cũng theo anh Hoàng, bồ công anh là cây ưa ẩm, ưa sáng, rất dễ trồng và chăm sóc, thích hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Đà Lạt. Việc trồng cây bồ công anh theo từng luống, cây trồng này còn sinh trưởng phát triển mạnh hơn khi được trồng trên giá thể, sau 2 đến 4 tháng có thể cho thu hoạch. Sau gần 7 năm cần cù, chăm chỉ, gây dựng, nông dân Võ Minh Hoàng hình thành chuỗi từ sản xuất chế biến để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, với thương hiệu Đà Lạt Vàng Xanh. Hiện nay, ngoài việc quảng bá giới thiệu về các sản phẩm bồ công anh độc đáo đa dạng như trà bồ công anh túi lọc, phấn hoa, bột bồ công anh, công ty Đà Lạt Vàng Xanh còn cung ứng các sản phẩm từ rau bồ công anh để chế biến các món ăn, phục vụ trong các nhà hàng khách sạn cao cấp, qua đó tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Biến cây quan giả trong tự nhiên trở thành cây trồng thương phẩm có giá trị kinh tế cao, giúp cho nông dân Võ Minh Hoàng khẳng định vị trí trong lòng người tiêu dùng, đồng thời xây dựng thêm một sản phẩm mới. Rõ ràng chính sự tìm tòi sáng tạo trong từng cách nghĩ, trong quá trình chọn nghề nên người nông dân này đã nhanh chóng thành công. Và nội dung này cũng kết thúc bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.